ăn vụng nhất lớp. Ai vậy? Em không nghe đâu. Ăn vụng à? Thanh ơi, em đang ăn cái gì đó hả? Em lại uống nữa à? Em lên đây đừng ăn nữa. Dạ, anh Ngân đừng có ăn nữa, em thèm. Mang theo rất nhiều đặc sản dành cho một chàng trai wow. đặc biệt. Thanh ơi, em đang ăn cái gì đó hả? Vâng, vẫn là anh ấy thưa quý vị, vẫn là đang ăn một thứ gì đó khi camera lia cận mình. Mới hát xong luôn đó. Em nhả ngay hộp ô mai đó. Một lát nữa chị sẽ quay lại với em nhé. Nhưng mà thường thì em nghĩ là các cô gái Hà Nội mang đặc sản Hà Nội ở đây để cho các chàng trai ở Sài Gòn, chứ ai lại mang vào cho em chàng trai Hà Nội. Bất kể em đang nghĩ gì thì chỉ có một sự thật duy nhất thôi. Dạ. Cô ấy đến đây vì ai? Em lại uống nữa à? Chị đang nói chuyện với Trung để cho em chuẩn bị để em trả lời phỏng vấn này nè. Đang nốt cái bánh bao chị ạ. À, còn cái gì trong đó nữa không Hưng? Hết rồi. Dạ hết. À, hết nguyên rồi một dạ. cái ổ ở dưới. Em xoay cái ghế lại. Dạ không, dạ không. Dạ chị Trinh hôm nay dễ thương quá ha. À, cảm ơn em. Chị định đang hỏi em về âm nhạc và nghệ thuật đấy chứ không phải ẩm thực ạ. À. Mọi người rất là thích những chàng trai mới bởi vì họ luôn dễ thương, hiền lành. Nhưng mà em ngồi được ít bữa đó thì em sẽ giống như là Thái Ngân vậy đó. Ủa sao lại Thái Ngân cũng thành mà chị? Là một cái người mà thường xuyên máy camera quay vào tới ảnh là ảnh ăn. Trong sổ đầu bài có ghi là tuần vừa qua Thái Ngân đang ăn dụng, đang đánh son. Anh Thái Ngân đang làm gì ấy? Anh Thái Ngân đánh son mọi người ạ. Đánh son. Đánh ngựa. Thái Ngân đánh son 3 lần trong một tiết. Trùng trường cái gì vậy ba? Có lý do gì không ạ? Biết yêu. Tại vì em bị khô môi cô ạ. Tại sao em bị khô môi? Tại vì em ăn bánh tráng nhiều thôi. Đây, vậy là em lại tiếp tục ăn bánh tráng ở trong lớp. Em tô son 3 lần trong một tiết. Vậy vì chị em ăn bao nhiêu bịch trong một tiết hả em? Em ăn, em không biết nữa, em dồn như một bao vậy nè. Cái em ăn chừng nào hết thôi. Đó là lý do em bị đuổi khỏi trường cũ đó. Em lên đây đừng ăn nữa. Bạn đang chọn mà. Thế mà lúc nãy kêu trà đào anh không thích. Mình trà vải. Dạ, cô bạn trai của em á, thì là người đàn ông ấm áp, dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh ạ. Em tả với ông Thái Ngân quá ha. Anh Ngân mà chăm sóc mọi người xung quanh ạ. Tại vì anh Ngân lúc nào đi quay cũng sợ mọi người đói á, bao giờ cũng mang ra một tấn đồ ăn để sẵn hết á. Nhưng mà ăn một mình có cho ai ăn đâu chị. Đâu, em toàn thấy mọi người cho anh Ngân ăn ý. Nè, xíu đừng có bay qua xin kẹo dẻo nha. Ủa, kẹo dẻo của em mà. Của anh rồi. Thái Ngân. Dạ. Cái bàn xoay của em có gì trong đó nữa vậy? Hôm nay có khách quý đến nhà chơi. Này có này là cơm trái trà bông. Còn đây á chị ạ, sữa chua nếp cẩm ạ. Này là bông lan trứng muối. Ui, sữa chua đúng không? Anh Ngân lúc nào như cái ổ. Chà, hồi để em cất vô. Y như cái túi không đáy từ Doraemon á. Đấy, em thấy không? Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi á. Bây giờ người ta xua đuổi rồi anh ạ. Bây giờ là bị xua đuổi. Chàng trai mà em thích á, không được quá 1m78. Wow. Thôi, tới rồi anh em ơi. Thôi, mình đi về. Thôi, tới. Cao Xuân Tài còn ngồi đây nữa à? Em chuẩn bị đi về đó chị. Nhưng mà cái khoảng cách mà đẹp nhất á, đối với em á, là em nghĩ là từ 75 đến 78 thì là nó khoảng cách trên nhau 3cm thôi. Tại vì chàng trai mà cao 1m8 thì em cảm thấy bị em bị yếu đuối quá. Thế là em cao 1m75 hả? Dạ không, em cao 1m68 à. Nhưng mà chàng trai của em là phải cao từ... Ví dụ mà anh em mình 1m8 vẫn còn cơ hội anh ạ. Mình sẽ đi kiểu này anh ạ. Có khó quá cho em không? 1m78 đấy anh. Nhìn có vẻ hơi đau lưng đấy. Em may quá em 1m77. Không sao, cao thì có thể thấp được mà. Nhưng mà thấp thì cũng khó lên cao được. Anh Hoài cũng không cao lên được. Anh Hoài vẫn không cao lên được. Dạ. Anh Ngân đừng có ăn nữa, em thèm. Anh Ngân à? Anh em xin lỗi, anh mang lên cho em đi. Em đã nói như thế. Thôi, người ta đang ngồi nói chuyện, ăn làm sao được. Vì sợ em chầm hết đấy. Anh ấy hủ muối làm gì cho em hỏi. Anh ra đây nhìn cho rõ này, anh ra đây nhìn cho rõ này. Ở đây em biết ở đấy cây nó. Anh đọc lại câu đấy cho em cái.
Anh Ngân, anh Ngân, anh đừng sốc nhưng anh đọc hộ em cái câu này cái. Anh giấu đi hủ muối vì sợ em chấm hết. Nhưng mà anh Ngân này, từ lần sau mình có tuổi rồi, Photoshop đừng quá đà đấy nhá. Ơ giống hình mà. Em nhìn như hai người ý. Ông ngoại được tỏ tình mấy đứa ơi. Mà hôm nay để em muốn nói cho anh biết đi. Cũng muốn em mới là người giữ nha. Em mới là cái người giấu. Thế nên nó hôm nay anh có chấm thì cũng đừng có chấm hết với em nha. Giờ mệt. Ok mà. Anh có hồi hộp. Thôi bây giờ anh uống đi. Wow. Mà anh ăn thử trái cây đi. Em đặc biệt chuẩn bị vì mỗi lần mà em xem chiếu những cái đoạn trailer em đều thấy anh bắt gặp anh ăn. Lúc này em cũng bắt gặp cái khoảnh khắc mà anh đang ăn. Thế nên là hôm nay em chuẩn bị và em biết là anh thích uống trà sữa nhưng không thích uống ngọt nhiều. Hôm nay em có dặn người ta bỏ ít ngọt cho anh thôi và đặc biệt là nhiều topping và chân trâu. Vậy hả? Nhưng mà nó ngọt. Vậy thôi giờ mình ăn thử trái cây đi. Ok. Nhưng mà như nó cũng ngọt không? Không sao anh đổi mận được không? Dạ được anh. Anh biết sao mà anh ăn với anh uống anh đều thấy nó ngọt không? Tại vì ở đó có em. Càng càng càng. Anh chấm miếng ăn. Hai anh đi. Ủa, anh ơi này, anh ăn nhưng mà anh đừng tạo ra tiếng nữa. Ờ, anh thấy có ngon không? Ngọt ngon. Em chuẩn bị nó hơi lạc. Nó hơi lạc. Đó, đó, đi cho mình không. Hôm nay em mới mang hộp muối tới cho anh nè. Ừ, mình đổ muối thì ra dạ. Chấm được không? Thật ra á, vì trái cây này nó rất là có ý nghĩa của nó. Không biết anh có biết không? Để anh phân tích coi. Ừ. Xoài, mận, bơm. Cái lộn tá. Không, anh không biết. Thật ra xoài nó mang một cái ý nghĩa, đó chính là ý nghĩa đó với em. Ví dụ nha, ví dụ như xoài nè. Không hiểu vì sao mà em cứ nhớ thương anh hoài. Wow. Hoặc là mận đi. Em hận anh à. Ví dụ như mận, không biết sao em cứ lận đận vì anh. Lận đận vì anh. Dạ. Và đặc biệt là táo. Phát cáo, nhìn mặt anh cứ tin vào. Là không hiểu sao em cứ nôn nao tới đây để gặp anh. Tải ngay app hẹn hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đây trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hoàn toàn.